Ngày đầu tiên thử muối mì tôm tại Việt Nam. Một tháng ăn muối mì tôm tại Việt Nam. Năm triệu lần ăn muối mì tôm tại Việt Nam. Rồi đi thôi. Đồng chí Tờ Linh lên đồ, mình nhân lệnh xuống từ trên bộ, đi vào đường dây ma túy ở căn biệt thự bên hồ. Tổ công tác giờ đã điều tra ra lời khai của hắn, toàn những điều ba hoa